Sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Cẩm Lệ tổ chức kỳ họp thứ 13 chuyên đề về công tác cán bộ Hội đồng Nhân dân quận khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận đối với ông Trần Anh Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận nghỉ hưu theo chế độ, thông qua tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân quận về việc giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, bầu biểu quyết và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh bổ sung Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận đối với bà Nguyễn Thị Việt Hiền, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Kỳ họp cũng thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về dự kiến chương trình giám sát 6 tháng năm 2021, tờ trình và dự thảo nghị quyết đánh giá các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính quận Cẩm Lệ năm 2020.